Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tài Máy Tò Mò. Và ngày hôm nay thì mình đã nhận được hai chiếc hộp. Một chiếc hộp thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, đây chính là nút bạc YouTube. Còn một chiếc hộp rất là to thì mình cũng không biết nó là cái gì. Thôi, cái này không quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở nút bạc của kênh YouTube Tài Máy Tò Mò đã đạt 100.000 sub. Mở hộp thôi. Xem nào. Ui. Mày là ai? Cái gì đấy? Bé Na, xin chào cậu Tuấn. Cái gì bé Na hả? Corona hả? Bé Na muốn giúp đỡ cậu Tuấn. Nhưng mà không có giúp gì được hết á. Tao đang mở nút bạc YouTube, đây là chuyện quan trọng, mày không giúp được gì đâu. Ok, fine. Kệ đi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính ta là nút bạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp. Từ từ, mày làm gì đấy? Ui. Mày làm gì tao? Mở cái nút. À, hóa ra là nó định mở nút bạc cho mình các bạn. Thôi đấy, ông làm gì làm đi. Nhẹ nhàng thôi nhá. Cái đồ vô dụng. Mày có muốn tao rút bỏ cái dây điện này ra là mày chết luôn không? À, bây giờ như nào, mày như nào? À, sợ rồi đúng không? Đấy, robot là rút điện là nó cũng sợ ngay các bạn ạ. Rồi, nói chung là ít nhất thì nó cũng làm được cái việc của nó. Đấy là đã mở hộp xong cái nút bạc cho mình. Thì đây chính là nút bạc 100.000 sub của Tài Máy Tò Mò. Đấy, đây, mày muốn xem đúng không? Đây, xem đi. Thì ở đây thì mình cũng rất là vui. Bởi vì là cái dòng chữ Tài Máy Tò Mò tên của kênh nó không bị viết sai tên. Các bạn nhìn đâu, nhìn này. Tân, không phải cú. Cái này là có rất là nhiều các kênh tiếng Việt đã bị viết sai tên rồi bởi vì là lỗi phông chữ. Thì rất là may mắn là mình không bị lỗi. Đây là một điều rất là vui. Thực ra thì cái nút bạc này đây là cái thiết nó hơi khác một tí. Trước đây thì mình đã từng unbox một cái nút bạc khác của SNL. Thì nó là cái kiểu thiết kế cũ nó lồi lên. Còn bây giờ thì nút bạc bây giờ nó lại lõm vào. Đấy. Ôi, cũng bằng nhôm cái thứ. Nhưng mà cái này thì chắc là chỉ là ốp nhôm thôi, còn bên trong thì là gỗ. Nói chung thì cũng rất là vui. Nhân tiện đây thì mình muốn cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi cũng như là ủng hộ Tài Máy Tò Mò trong suốt thời gian vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn 9.900.000 subscriber nữa thôi là chúng ta sẽ được nút vàng. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm gì với con robot này bây giờ nhỉ? Các bạn có thể comment ở phía dưới những thứ mà các bạn muốn mình hành hạ hay là ra lệnh hay là bắt con robot này làm cái gì. Thì có thể là chúng ta sẽ cùng nhau làm trong những video sắp tới của Tài Máy Tò Mò. Nhân tiện thì bé Na này thực tế là một cánh tay robot được sản xuất bởi Universal Robot. Là một cái công ty ở trên thế giới khá là lớn chuyên về robotics và được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Servo Dynamics. Đấy, thì mình sẽ để cái đường link ở đây cho những bạn nào mà muốn mua. Thì cái giá của nó thì cũng rẻ thôi, 600 triệu. Đấy, thì anh em nào mà có cái nhà máy, nghĩa là anh em nào mà là chủ nhà máy thì mua con robot này về để có thể tự động hóa cho cái nhà máy của mình. Ok, và gấu vào đây nào, bạn quay phim của chúng ta. Yo. Cái như là chụp ảnh thơ này. Thì nhân tiện cuối clip thì rất là muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên là tới anh Duy và bạn Huy, kỹ thuật viên của Servo Dynamics, là đơn vị đã cho tụi mình mượn chú robot 600 triệu này. Tiếp theo thì rất là muốn cảm ơn anh Hoàng Anh, chủ kênh YouTube Robot Cho Mọi Người. Anh ấy đã giúp mình lập trình cái bạn robot này để nghe theo cái ý của mình, nếu không thì nó sẽ làm phản. Hành hạ nó, hành hạ. Ok, và tiếp theo thì sẽ là bạn Gấu To, chủ kênh YouTube Gấu To. Chuyên về các video clip ăn uống rất là nghệ. Bạn này vừa là YouTuber mà vừa quay phim rất đỉnh, những cái short quay rất là nghệ thuật. Của chúng ta ngày hôm nay là bye Gấu To. Rồi, đến đây thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại ở những video lần sau của Tài Máy Tò Mò. Subscribe cho robot cho mọi người nha. Bye. Rồi, bây giờ anh em vào đây nâng cốc cái nha. Đấy. Rồi. Cầm rượu lên robot đây. Đấy. Cảm ơn mọi người. Ê, trong YouTube không được uống rượu đúng không? Đoạn này cắt nhá. Chào anh em, mình là Tiền Tài Máy đây. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tài Máy Tò Mò trong suốt thời gian vừa qua. Và giờ đây Tài Máy Tò Mò đã được 100.000 subscriber và nhận được nút bạc của YouTube. Yay. Tài Máy Tò Mò thì bắt đầu từ rất lâu rồi, phải đến 4-5 năm trước khi mình và Tuấn còn là sinh viên. Và đến bây giờ bọn mình đều có những cái công việc khác rồi. Và như mình bây giờ mình là một giáo viên dạy khoa học. Gần đây mình và Tuấn có nói chuyện với nhau thì bọn mình rất mong muốn là khởi động lại Tài Máy Tò Mò. Tại vì bọn mình thấy thực sự là bây giờ trên cộng đồng YouTube thì hơi ít content mà nó bổ ích cho các bạn nhỏ. Nhưng mình có rất nhiều cháu và em đang học lớn tuổi là cấp 1, cấp 2. Nhưng mà có rất ít thứ mà mình thấy trên YouTube bây giờ nó bổ ích. Cho nên mình và Tuấn thực sự mong muốn là bây giờ bọn mình sẽ cùng tạo ra những cái video mà nó chất lượng hơn, bổ ích hơn nhưng mà vẫn rất thú vị cho các bạn nhỏ. Các bạn hãy comment thoải mái ở dưới video những điều mà các bạn thường ngày hay tò mò này, hay là những cái gì mà các bạn không hiểu, các bạn muốn giải thích những cái kiến thức trên lớp, thì mình và Tuấn sẽ cùng nhau tìm mọi cách để làm sao giải thích những cái điều đó một cách rất là thú vị cho các bạn. Hoặc là thỉnh thoảng bọn mình sẽ cùng nhau chế tạo những thứ mà nó tiên tiến một tí, như kiểu là tay robot này chẳng hạn. Đó. Thì bọn mình thực sự muốn là kênh YouTube của mình sẽ luôn luôn là những thứ bổ ích và thú vị. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tiếp Tài Máy Tò Mò trong thời gian sắp tới. Xin chào.